Ok, chào các bạn. Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn học sách 2000 collocation. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề là chúng ta sẽ học với phần đó là học từ vựng theo chủ đề. Và mình sẽ cùng tìm hiểu đó là chủ đề về thời gian. Nói chung là đây là một cái chủ đề cũng rất là dễ thi vào, đúng không ạ? Ok, hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với phần đó là chủ đề số 21 nhé. Cô gần điền đầy cuốn sách này rồi. Nhờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề đó là về time. Với cái chủ đề về cụm từ cố định mà liên quan đến thời gian thì cái cụm từ này nó rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Chợ và cái cụm từ của nó cũng sẽ rất là hay thường gặp ở trong thi. Nên hôm nay cô sẽ ưu tiên chọn chủ đề này trước. Ok, chào các bạn. Hôm nay cô Trang Anh vào muộn một xíu so với mọi hôm. Rồi, cô chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn có bạn nào kịp ăn đi học về và ăn cơm chưa? Có bạn nào mà kịp đi học về rồi ăn cơm rồi mới vào học với cô không ạ? Rồi, cô chào các bạn ạ. Chào anh Di Lam Trường. Ok, chào bạn Võ Hoàng Thảo Nguyên, chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu chủ đề số 21. Em nhớ chưa cô là cái chủ đề số 21 là chủ đề về thời gian này. Nó có tổng cộng là 51 cụm nhá, có tổng cộng 51 cụm, nhưng mà cái phần bài tập áp dụng là chỉ có 20 bài 20 câu bài tập áp dụng thôi. Vì vậy mà các bạn nhớ cho cô đó là chúng ta phải học thuộc cái cụm này. Thế còn phần bài tập áp dụng nó chỉ là cái phần minh họa cho các bạn thôi, của các bạn thôi. Ok. Sẵn sàng chưa ạ? Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta rồi, mình sẽ bắt đầu vào học luôn ạ. Ok, các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh ổn không để mình bắt đầu vào học nhé. Ổn chưa? Ok. Hôm nay em năm tiếp vừa ăn xong bay vào học với cô luôn đây à? Rồi, cảm ơn em. Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ học với chủ đề là chủ đề về thời gian. Thì em nhớ cho cô như sau này. Có một số cái chủ đề ấy, có một cái số chủ đề về cụm cố định mà các bạn nhớ là các bạn phải học kỹ cho cô hơn những chủ đề khác. Nhớ nhá. Ở trong cái phần chủ đề ở cuối sách này, bạn nhớ cho cô như sau này. Cô sẽ có chủ đề là chủ đề về family, về gia đình này. Chủ đề về cuộc sống gia đình, chủ đề mối quan hệ này, đúng không? Những cái chủ đề này, ví dụ chủ đề về gia đình này, chủ đề về cuộc sống gia đình, chủ đề mối quan hệ, chủ đề về tình bạn, đúng không? Chủ đề về cảm xúc, chủ đề về sức khỏe. Nói chung là chúng ta sẽ học hết nhưng sẽ có một số chủ đề mà các bạn sẽ phải lưu tâm hơn nhờ những cái chủ đề khác. Trong đó cô sẽ nhấn mạnh cái chủ đề về thời gian này. Chủ đề số 27 đó là chủ đề everyday verbs, là cái chủ đề mà các bạn phải lưu ý cho cô nhé. Rồi bây giờ bạn sẽ quay vào bài cho cô như sau này. Rồi cô thấy bạn Phạm Minh Anh nhớ là nó có 51 cụm cơ, bạn chỉ có học hết 51 cụm cho cô. Bây giờ mình sẽ vào một bài tập sau. Nhờ cô sẽ có với bài tập này, chúng ta sẽ nhấn, tức là chúng ta sẽ với cái phần bài tập này chúng ta sẽ tập trung vào cái phần thực hành những cái cụm cố định về 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 thời gian này. Sẵn sàng chưa? Chiều em được nghỉ à? Rồi. Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học nhé. Được chưa? Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi, chúng ta sẽ có này. Lớp 12 vẫn có 4 tiết à? Ok. Rồi, cô sẽ có với câu số 1 của chúng ta. Đầu tiên, cô sẽ có cấu trúc như sau. Nó là cấu trúc couldn't stand. Nhớ, cô có cấu trúc như sau. Nhớ. Câu số 1, cô sẽ có cấu trúc. Đó là cấu trúc couldn't stand. Giờ bạn sẽ thừa nhận cho cô một cái cấu trúc như sau. Nhớ, cô có cấu trúc. Đó là cấu trúc can't stand. Chợ hoặc là can help hoặc là can bear cộng với verb in. Nghĩa của cấu trúc đấy là không thể chịu được, không thể nhịn được. Vậy dịch là tôi không thể chịu được cái việc làm cái công việc làm sao day in day out for month I'm go crazy. Chứ I'm go crazy, tôi sắp phát điên lên rồi. Vậy thì với câu số 1 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Rồi, cô thấy bạn Anh Thơ ạ.
Chào bạn Thanh nhà anh Ngô, chào các bạn. Sẵn sàng chưa? Nhá. Trong câu này khi mà mình học ấy, thì mình sẽ mở rộng được ra này. I couldn't stand là quá khứ của I can't stand. Không thể chịu được, đúng không? Sau can't stand, sau can't help, sau can't bear cộng với mình. Không thể chịu được, không thể nhịn được. Tôi không thể chịu được làm cái cục, làm cái việc giống nhau mà day in, day out. For months, I go crazy. Tôi phát điên lên rồi. Vậy thì bạn sẽ suy ra cái cụm từ day in, day out nghĩa là gì? Ok. Nào với câu này bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với cụm từ day in, day out nghĩa là gì ạ? Đúng không ạ? À, nói chung là cô có bảo với các bạn rồi là khi các bạn học livestream với cô ạ thì cái con gà coi nó như là một cái tiết mục phụ đi, không để ý nó nữa. Bởi vì nếu như bạn học livestream của cô thì bạn thấy là gần như là lúc nào nó cũng gáy đúng không ạ? Tối nó cũng gáy hay mà trưa nó cũng gáy cơ, kệ nó đi nhá. Rồi coi như là mình không chú ý tới nó nữa thì sau có thể buổi sau nó sẽ gáy chệch giờ ra cho cô. Rồi các sẽ có với câu số 1 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhờ câu sẽ có cụm từ là cụm từ from time to time nhờ. Cái này của chúng ta sẽ bằng cụm từ gì ạ? Nó sẽ bằng cụm là bằng cụm từ là gì? Thỉnh thoảng đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng cụm từ đó là cụm từ now and then, thỉnh thoảng nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có every other day. Every other day nghĩa là gì? Nghĩa là cách ngày. Ví dụ như tôi học tiếng Anh 3 buổi một tuần 246 thì nó sẽ dùng every other day. Thì cô sẽ có từ time after time nghĩa là hết lần này đến lần khác nhá. Time after time nghĩa là hết lần này đến lần khác. Nói chung là hết tuần sau thôi là cô Trang Anh xong cái phần cuốn này rồi. Chờ hết lần này đến lần khác. Tiếng này vậy cô sẽ có ý đề every single day nghĩa là gì? Nghĩa là hết ngày này sang ngày khác, triền miên cả. Vậy cô sẽ chọn được cụm từ day in day out bằng every single day. Thì câu 1 cô chọn được đáp án của câu này là ý A. Được không ạ? Rồi, nếu mà xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Chợ với câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, câu 1 chưa? Rồi, sau câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta đi ạ. Chợ cô dịch là rõ ràng rằng là họ thích nhau, đúng không ạ? Họ đã tán tỉnh nhau cả đêm mà. Ôi, cái câu này hay quá, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có với câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, nếu mà cô mà được nấu cháo con gà đấy thì cô nấu cháo từ lâu rồi nha. Nó không phải là con gà của cô. Nó là con gà của hàng xóm. Mà bên hàng xóm nhà cô là có hẳn một trại gà cơ chứ không phải là một con gà. Nhớ nên là cô sống nói nó giống như một người bạn thôi, không làm việc nó cả. Giờ cô sẽ có từ flirting nghĩa là tán tỉnh nhau. Nhớ không ạ? Sao chưa? Bạn nào Huỳnh Nhiên Thương thân mến, không phải là hôm nay cô livestream sớm đâu. Hôm nay cô còn vào muộn của các bạn 5 phút cơ. Nhờ bởi vì sao? Vì cô đã bảo rằng là từ tuần này các bạn đi học rồi nên cô đẩy lịch livestream lên 12 giờ 15 để các bạn kịp là xem xong bạn nghỉ một xíu bạn mới đi học. Với câu số 2, bạn sẽ chọn được đáp án câu là ý gì? Chợ they like each other, họ thích nhau mà. Rõ ràng rằng là họ thích nhau mà. Họ đã tán tỉnh nhau cả đêm. Nhờ ấy cô sẽ có từ flirt. Trở về từ flirting tán tỉnh ve vãn nhau. Thì với câu số 2 cô sẽ có là rõ như ban ngày rồi, đúng không ạ? Không còn chối cãi gì nữa rồi. Thì với câu số 2 nó là một câu thành ngữ. Cô sẽ có thành ngữ như sau. Ở thành ngữ as plain. Chờ as day. Rõ như ban ngày rồi, đúng không ạ? Vậy thì với câu số 2 cô chọn được câu này là ý C. Câu này dễ, đúng không ạ? Sau câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3. I'm sorry, tôi xin lỗi nhé. Nhưng mà tôi không thể hủy được lịch của tôi nữa. Chúng ta có cụm từ là as such. Short note. Vậy chúng ta sẽ có cái cụm từ này nghĩa là gì? Mình có thể đoán được mà. Đúng không? Tôi xin lỗi, tôi không thể hủy được lịch của tôi trong một cái thời gian ngắn như thế được. Nhờ chúng ta sẽ có cụm từ sau này. Cụm từ in the nick of time. Cụm từ này có trong đề thi của 2018 này. Giờ cụm từ này có nghĩa là gì? Nghĩa là sát giờ. Giờ anh này cô nghĩa là sát giờ. Nhờ. Thế cô sẽ có ý B của cô thì sao? Giờ ý B cô với từ long time ago. Cách đấy rất lâu rồi. Từ rất lâu rồi. Nhớ. Thế này cô sẽ có ý C với ý D của cô thì sao? Chứ ý C cô sẽ có cụm từ là once upon a time bằng cụm từ long time ago. Nói chung là hôm nay em sẽ học được rất là nhiều những cụm từ. Những cụm từ này em sẽ áp dụng được rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày này. Đó bạn. Thì chúng ta sẽ có cụm từ là once upon a time bằng cụm từ long time ago. Ngày xưa từ rất lâu rồi nhé. Câu đấy có thể dịch là ngày xưa cũng được. Vậy ý D cô với cụm từ in a short time. Nhớ in short time nghĩa là gì? Trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy theo ngữ cảnh câu này là mình xin lỗi nhưng mình không thể hủy cái kế hoạch trong một thời gian ngắn như thế được. Nên là câu số 3 cô chọn được ý D. Nói chung là hôm nay mà học với cô ấy,
thì chịu khó ví dụ cái cụm từ này mà biết thì thôi, còn không biết thì chép ra cho cô để học nhá. Rồi xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Chợ với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok chưa? Các bạn thấy cô giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Rồi xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4 đi ạ. Thì với câu số 4 các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu số 4 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chúng ta sẽ có từ sau một từ các bạn phải lưu ý này. Nó có từ supervisor. Chờ với từ supervisor nghĩa là gì? Nghĩa là giám sát viên. Người quản lý. Người quản lý cảnh thông báo với tôi rằng chúng ta có cái cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc inform somebody that. Thông báo với ai điều gì? Hoặc chúng ta sẽ có cấu trúc là inform somebody of somebody something. Of something. Thông báo với ai về điều gì? Nhưng nó đi về giấy tự of này. Vậy là người quản lý đã thông báo với tôi rằng tôi đã bị muộn. Tôi đã đi muộn, đúng không ạ? 4 ngày trong một tuần. Thì chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta có một cái cấu trúc nữa. Đó là cấu trúc be late for, muộn cho. Nhớ. Đấy, nhớ là khi mình học thì mình trẻ nhỏ cái cấu trúc ra để mình học thì mình sẽ vừa tổng ôn được rất là nhiều thứ. Vậy là người giám sát của bạn, đúng không ạ? Người giám sát của bạn đã thông báo với tôi rằng bạn đã đi làm muộn 4 ngày liên tiếp. Nhớ. Có vấn đề đặc biệt gì mà chúng tôi có thể giúp bạn không? Nhớ, chúng ta có cấu trúc tiếp theo đó là cấu trúc help somebody with something. Giúp ai đó với cái gì? Hoặc cấu trúc là have somebody do something hoặc to do something. Giúp ai đó làm gì? Vậy thì với câu số 4, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì? Cô có từ second, từ role, từ minute và từ moment. Vì câu này là chắc chắn là theo cụm rồi, đúng không ạ? Thì cô sẽ có cụm từ như sau, đó là cụm từ in a row. Chợ nghĩa là liên tiếp, triền miên. Chợ anh này cô nghĩa là liên tiếp. Vậy thì với câu 4, cô chọn được ý B. Chợ là dịch là người quản lý của cậu bảo với tôi rằng là cậu đi muộn 4 ngày liên tiếp liền, đúng không ạ? Có vấn đề đặc biệt gì mà chúng tôi có thể giúp bạn không? Vậy thì với câu số 4 cô sẽ chọn được câu này là ý B. Ok chưa? Sau câu 4 chuyển cô sang câu số 5 này. Câu số 5 học trẻ nhỏ công thức ra có cấu trúc của từ manage. Dạ, chúng ta sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc manage to do something nha, cô biết rồi đấy. Cô sẽ cấu trúc là manage to do something, xoay sở để làm gì? Chứ nó sẽ bằng cấu trúc là succeed in doing something, thành công trong việc làm gì. Hai cấu trúc này tương đương nhau. Được không ạ? Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau. Chúng tôi cố gắng chạy đua với thời gian để mà cho mọi thứ được hoàn thành in time. Chúng ta có cụm từ in time là đúng giờ. Cô có cụm từ on time là đúng giờ. Cụm từ in time là kịp giờ. Nhớ là in time for something, kịp giờ cho cái gì? Nhớ. Trong này cô còn một cấu trúc nữa, đó là cấu trúc của từ get. Chợ cả một cái cụm này là một cấu trúc này. Bạn có thể trẻ nhỏ cấu trúc đấy ra cho cô, đó là cấu trúc get hoặc là have a something và phân từ hai. Có cái gì được làm bởi ai? Ok. Ngoài ra cô lại có cấu trúc đó là cấu trúc get hoặc là have a somebody to do have a. Cô sẽ có cấu trúc là get somebody. Nhớ cô biết rồi. Cấu trúc là get somebody to do something, nhờ ai đó làm gì. Nó sẽ bằng cấu trúc là have a somebody do something. Nhớ hai ngày nó khác nhau một chút là to do và do. Nhận đây là cấu trúc thể nhờ bảo. Vậy thì với câu này bạn sẽ chọn cho cô được đáp án của là gì? Cái câu số 5 của cô là câu rất là quen. Nhận. Thì câu số 5 cô sẽ có một cái cụm từ như sau. Đó là cụm từ beat the clock. Nghĩa là chạy đua với thời gian. Câu này trong nhóm 8 cộng cô dạy rồi. Nhận. Vậy thì với câu số 5 gì là chúng tôi đang cố gắng, đúng không ạ? Đang gọi là gấp rút hoàn thành mọi thứ kịp thời. Đang phải chạy đua với thời gian. Do đó câu 5 cô chọn được câu này là ý A. Ok chưa? Được chưa, được chưa? Rồi, sang câu số 5 chuyện cô sang câu số 6 của chúng ta đi ạ. Với câu số 6 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Bạn Nguyễn Huy Hoàng thân mến, cái cụm từ on time là chính xác giờ. Ví dụ như là trường em 7 giờ 15 vào lớp mà em đúng đến đúng 7 giờ 15 thì nó sẽ là on time. Thế còn in time là kịp giờ, có thể trước hoặc có thể sau một xíu nhá. Nên nhớ cho cô là on time người ta không dùng giấy từ for nhưng mà in time thì đi với for. Chờ in time for something kịp cho cái gì? Được không ạ? Rồi, xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta đi ạ. Với câu số 6, các thanh niên của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta. Thì với câu số 6, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Đó ạ. Với câu số, cô sẽ có từ sau, cô có từ perfect, nghĩa là hoàn hảo.
Cô có từ exact nghĩa là chính xác, từ good là tốt và từ accurate nghĩa là chính xác. Vậy với câu số nhận với câu số 6 này bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 6 là ý gì? Cô sẽ thấy có hai từ đồng âm nhận. Thì cô sẽ có từ exact. Sorry, cô sẽ có hai từ đồng nghĩa là từ exact và từ accurate. Thì cô sẽ có là câu này mình sẽ phải dịch cho một cụm như sau là chúng tôi đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Nó chỉ mất có 1 giờ để đến đó thôi. Trong này cô có một cái cấu trúc đó là cấu trúc it take. Trợ thích cô đóng mở ngoặc như này tức là phải chia. It takes somebody time cộng với to verb. Mất của ai đó bao nhiêu thời gian để làm gì? Được không ạ? Vậy thì với câu số 6 này, chắc chắn là nó sẽ không phải đi với từ time để chúng ta chọn từ accurate time nghĩa là chính xác giờ đâu. Trở với câu số 6 mình có một cái cụm từ như sau. Thừa nhận cụm từ đó cho cô, đó là cụm từ make good time. Nhờ cụm từ này nghĩa là gì? Cụm từ đấy có nghĩa là làm điều gì đó nhanh hơn bạn nghĩ, hoàn thành sớm hơn dự định, sớm hơn kế hoạch. Vậy thì với câu 6 mình phải khoanh được, câu này là ý C. Được không ạ? Xong chưa xong chưa? Câu số 6 của cô đoàn, câu này là ý C nhá. Sau câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta. Thì với câu số 7 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Được chưa? Với câu số 7 cô sẽ có từ indication, từ hint, từ check và từ trace. Thì với câu số 7 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nói chung là cái phần cụm từ cố định này này thì cô Trang có một lời khuyên với các bạn là bây giờ các bạn đang ôn thì các bạn học hết. Thế còn đến lúc sau này mà các bạn thi á thì nếu như bạn thấy cái này nó là cụm từ cố định mà em không có ý tưởng gì về nó cả thì tốt nhất là em khoanh bừa luôn, đúng không? Em khoanh nhanh để em chuyển sang câu khác. Vì cái này nó có một đặc trưng như sau, đó là mình biết là mình biết ngay, còn mình không biết thì có nghĩ, có ngồi ngồi suy nghĩ cả tiếng đồng hồ nó cũng không ra được vì nó là cụm mà, đúng không ạ? Mình không sáng tạo nó được. Cô có từ sau, cô có từ engross. Chúng tôi có cả một cái cụm từ này, nó cụm từ engross in, nhận bằng cụm từ, nó là cụm từ of in, say mê. Cô ta say mê cái cuốn sách đến mức mà cô ta làm sao? Vậy thì bạn có thể đoán được với câu 7 mình sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì không ạ? Nhá. Thế dịch là cô ấy đã mải mê với cuốn sách của mình đến mức mà cô ta quên mất cả thời gian. Nhớ cái cấu trúc engross. Đi về giới từ in say mê, mải mê về cái gì nhá? Nhá. Nó còn bằng cái cấu trúc này nữa, cấu trúc này học ở trong bài chợ học trong bài số mấy nhỉ? Bài học ở trong bài số hình như nó là bài cuối của nó là cái bài bài hobby của chương trình tiếng Anh lớp 11 thì phải. Cô nhớ không nhầm thì nó ở phần đó. Nhá. Cô sẽ có một cái cấu trúc như sau, đó là cấu trúc enjoy in, say mê mải mê về cái gì nhá. Nhớ nhớ là khi bạn học thì bạn bạn nhớ là trẻ nhỏ cấu trúc ra để mình học thì mình sẽ biết được nhiều cụm hơn. Nhớ cô sẽ cụm từ enjoy in nghĩa là say mê mải mê về cái gì. Thế với câu này cô sẽ có như sau, dịch là cô ấy mải mê với cuốn sách đến mức mà cô ta quên mất cả thời gian. Vậy thì với câu này bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Chúng ta sẽ có cái cụm từ như sau, là cụm từ lose track up, chợ mất thời gian, quên mất thời gian. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý C, được không ạ? Xong chưa xong chưa? Thực ra thì cái cấu trúc của cái keen on với cái phân ở với cái interest in ấy, cái sắc thái nó nhẹ hơn so với anh này nhiều, có thể bằng nhá, nhưng mà mình thấy nó nhẹ hơn, nó sẽ nhẹ hơn nhiều, được không ạ? Rồi tiếp này, xong câu đấy nhờ chúng ta sẽ chọn cho cô sang câu số 8 của cô đi ạ. Với câu số 8 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nói chung là bài hôm nay của cô là một bài rất là thú vị. Kể cả sau này em có thi đại học xong rồi ấy, thì nếu như bạn nào mà có cái cuốn màu đỏ này của cô này, thực ra cái cuốn này là cái cuốn rất là xinh, đúng không? Cái cuốn rất là đẹp. Nên bạn nhớ cho cô là kể cả em thi đại học xong rồi ấy, nếu em có tặng cho em gái mưa, em có thể tặng cho em hàng xóm, đúng không? Hoặc là có thể tặng cho em gái nuôi thì chỉ lên tặng cuốn bộ đề thôi em nhé. Nhờ tất cả những sách của cô Trang Anh ấy, các em chỉ lên tặng cuốn bộ đề thôi, còn những cái sách khác lên giữ lại. Nếu như em đi học đại học thì sau này vào đại học em vẫn cần những cuốn sách đó, ví dụ ngữ pháp em vẫn cần, sau này vào đại học em vẫn phải học tiếng Anh. Em có học chuyên ngành gì nữa thì sau này em vẫn phải học tiếng Anh. Nên là nhớ là nghe cô Trang Anh khuyên là chỉ lên tặng sách bộ đề thôi, còn sách tiếng Anh thì giữ lại. Sách ngữ pháp, sách từ vựng, đặc biệt là cái sách publication này giữ lại sau này em thi những chứng chỉ quốc tế, đúng không? Nếu cái phần thi speaking của em nếu em sử dụng được cái idiom về collocation nhiều, chắc chắn em sẽ được cái band điểm rất là cao nhá. Hoặc không thì em sử dụng trong chính cuộc sống hàng ngày của mình cũng được, đúng không ạ?
nhé. Ví dụ mình mà ví dụ mình nói cái gì đấy mà mình nói bằng cái idiom nên là thực ra là có tính chất gọi là thách thức đúng không, người khác ngay nhé. Đặc biệt là những anh nào mà thích thể hiện với người yêu mà anh mà viết thư tình bằng tiếng Anh mà trong cái thư tình đấy em sử dụng toàn bộ cái phần collocation với idiom ấy, đúng không, đảm bảo là chắc chắn là sẽ vượt qua các đối thủ khác để chiếm được trái tim của là nhé. Rồi câu sẽ có, với câu số 8, in several countries, ở một số quốc gia, đặc biệt là Scandinavia, đúng không? Đặc biệt là cái vùng này, Scandinavia, thì early birds, những cái con chim đầu tiên, nha, dịch là câu dịch, từ nhất cái câu này là gì cả, ở một số quốc gia, đặc biệt là cái quốc gia này, những cái người quen dậy sớm, và những cái người quen dậy sớm thì được gọi là người A, và những cái người mà hay thức khuya thì gọi là người B. Vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 8 chúng ta, thế thì câu này bạn phải cái early bird này không dịch là những con chim nhỏ rồi đúng không? Nếu có sẽ có từ early bird của chúng ta nghĩa là những người quen dậy sớm, nhớ này. Về cái câu này mà nếu mà mình không biết cụm từ là chịu cũng dịch được đúng không? Cô có từ early bird nghĩa là người quen dậy sớm. Vậy thì cô sẽ có một từ nữa, đó là từ cú đêm. Nhạc cú đêm thì cô sẽ có từ là ghép với từ oi. Chợ với từ óc là cú đêm. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 8 là ý A. Sao chưa, sao chưa? Xong chưa, xong chưa? Đấy nhá. Xong câu số 8, chuyển cho cô sang câu số 9. Chợ với câu số 9, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? À, bạn là Bùi Quốc Việt thân mến, hiện tại bây giờ cô có đang hỗ trợ có mỗi học sinh cấp 3 thôi. Học sinh cấp 2 cô cũng không hỗ trợ đúng không? Cô hỗ trợ mỗi học sinh cấp 3 thôi mà cô còn đang bơ phờ như này. Nhờ cô sẽ cố gắng nhưng mà cô muốn làm tốt những công việc mà cô đang làm trước. Còn nào nếu như mà khi mà cô mở rộng ra ấy, thì cô phải làm tốt. Nhờ đấy là quan điểm làm việc của cô. Nên là nói chung là các bạn mà học đến lúc thi đại học ấy, sau khi thi đại học xong ấy thì đến lúc mà vào đại học em đã có cái nền tảng kiến thức rất là tốt rồi, được không ạ? Rồi xong câu số 8, chuyển cho cô sang câu số 9 của chúng ta. Với câu số 9 thì cô sẽ có như sau này. Cái tiếng ồn của traffic, của giao thông đấy luôn khiến cho tôi thức giấc. Cô có cấu trúc, đó là cấu trúc wake somebody up, khiến cho ai đó thức giấc. Chợ thức giấc vào một cái giờ làm sao? Nào vậy với câu này bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Ok, với câu số 9 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Cô sẽ có từ ungodly. Nào, trong câu này bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Câu số 9 của mình nó liên quan đến một cụm nhé. Cô sẽ có như sau này. Cô có cụm đó là cụm từ ungodly. Cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ ungodly. Cô viết xuống dưới này nhé. Cô sẽ có cụm từ đó là cụm từ ungodly. Ungodly. Hour, cụm từ đấy nghĩa là gì? Vào một cái thời gian rất là sớm trong ngày. Nên là với câu này cô sẽ chọn được đáp án của câu số 9 là ý C. Sau câu số 9 chuyển cô sang câu số 10. Chợ với câu số 10 chúng ta sẽ có như sau. Anh ta đã ca thán về cái sự exhaustion, là cái sự kiệt sức đúng không? Sau cái hành trình dài, sau cái lịch trình dày đặc của mình trong tuần. Thì với câu này bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Chờ câu số 10, cô có ý đây với từ certain nghĩa là chắc chắn. Chờ cô sẽ có từ concrete nghĩa là bê tông. Từ solid là cứng. Và cô sẽ có ý A của cô. Chờ ý A về thì cô này bạn sẽ ghép được cho cô như sau này. Với cái lịch trình dày đặc. Với cái lịch trình theo kiểu mà chi chít dày đặc. Thì cô sẽ có như sau. Chờ cô sẽ có từ growing. Chờ với cái từ growing của chúng ta sẽ ghép với từ schedule. Chờ nghĩa là lịch trình dày đặc nhé. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 10, đáp án của câu này là ý A. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 10, chuyển cho cô sang câu số 11. Với câu số 11, cô sẽ có câu này như sau. Cho câu 1 dịch là tôi cần phải giải phóng cái thời gian vào cuối tuần. Rồi cô dịch là tôi cần phải làm sao đấy? Cần phải tiêu phần phải dành cái thời gian vào cuối tuần của mình, đúng không ạ? Để hoàn thành cái report, bài báo cáo này. Thì cô sẽ có căn cứ bằng giới từ up. Cứ có từ take up nghĩa là bắt đầu một thói quen, bắt đầu một sở thích. Hoặc là take up nghĩa là chiếm nữa. Rồi cô sẽ có từ free up some time, cả một cụm từ này. Rồi cô cụm từ là free up some time, cụm từ ấy nghĩa là gì? Giải phóng thời gian, dành toàn bộ thời gian. Từ make up nghĩa là bịa đặt, make up nghĩa là trang điểm, make up nghĩa là quyết định, đúng không? Make up nghĩa là làm hòa. Cô có từ give up là từ bỏ. Vậy thì căn cứ bằng cái cụm từ some time này cô sẽ chỉ chọn được câu một là ý B mà thôi. Xong chưa, xong chưa? Nhờ câu 11 của cô là ý B, nhất trí không ạ? Cái câu này nó dễ và không có gì phải bàn luận cả, cô bỏ qua nhé. Xong câu 11 chuyển cho cô sang câu số 12 của chúng ta. Với câu số 12 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok,
Xong câu số 11 chuyển cô sang câu số 12. Chợ với câu số 12 cô có bốn cái anh ợp này. Nhờ 12 thực ra cái cụm từ ợp của chúng ta có rất là nhiều. Thì với câu 12 cô có cụm từ như sau. Cô có cụm từ update. Chợ update nghĩa là gì? Nhờ update nghĩa là gì? Bằng unfashionable đúng không ạ? Cái này của cô có nghĩa là lạc hậu. Chợ cô có từ out stock nghĩa là hết hàng rồi. Out stock là hết hàng. Chợ cô sẽ có từ out print. Nhờ out print nghĩa là gì? Hết bản đúng không? Out print. Để chúng ta sẽ có với cái câu này của chúng ta sẽ còn cụm từ out time và out print. Thì bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Với câu này các bạn nghĩ cho cô xem là với câu này mình sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Nhờ chúng ta sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ print, không còn xuất bản nữa, nhờ không còn ra mắt nữa, không còn tái bản nữa. Thì cô sẽ có như sau này, update lạc nhắc lại này, update lạc hậu, out stock hết hàng. Chờ out time nghĩa là gì? Chờ chúng ta sẽ có cụm từ out time nghĩa là không phải lúc, đúng không? Không đúng lúc. Thế còn từ out print nghĩa là không in nữa, hết rồi nhá. Bạn sẽ không bao giờ trở thành một star, một ngôi sao nếu bạn cứ hát, đúng không? Chúng ta có cấu trúc là sau keep cộng verb này. Nếu bạn cứ hát không đúng nhịp như thế, nhờ vậy cô sẽ chọn được 12 là ý C. Xong chưa, xong chưa? Chờ chúng ta sẽ có từ up time nghĩa là gì? Không phải lúc, không đúng lúc, được không ạ? Rồi xong câu số 12, chuyển cho cô sang câu 13 của chúng ta. Với câu số 13 cô có cụm từ stay up, thức, đúng không ạ? Thức chưa đi ngủ nhá. Cô sẽ có từ stay up là thức khuya, là tôi thức đến tận 4 giờ sáng cho cái kỳ thi, để ôn cho kỳ thi tiếng Anh của tôi. À, khi mà tôi làm sao ấy? Khi mà tôi làm sao lại đâu? Tôi nằm xuống thì tôi không thể chợp mắt được nữa. Câu 13 nó có một cái cụm từ như sau, cái cụm từ này các bạn gặp nhiều rồi này. Là cụm từ not. Chúng ta sẽ có cụm từ đó là cụm từ not sleep a wink. Nghĩa là gì? Không thể chợp mắt được nữa, không tài nào chợp mắt được. Đây là câu số 13, mình sẽ chọn được câu này là ý A. Ok chưa? Ở sang câu số 13, chuyển cô sang câu 14. Được chưa? Chuyện chúng ta có cái cụm từ out time này nghĩa là không đúng lúc, không đúng nhịp, không đúng phách. Em dịch là bạn sẽ không bao giờ trở thành một một ngôi sao được, đúng không? Nếu mà cứ hát không đúng nhịp như thế. Được chưa? Được không ạ? Chúng ta có cái cụm từ out stock là trạng từ em ạ, còn cái động từ sau out kia là động từ, nó khác nhau về hình thái của từ ạ. Câu số 14 cô sẽ có câu hỏi như sau. Chờ câu số 14 cô sẽ có là joy đúng không ạ? Chỉ còn một ít thời gian để mà dành cho cái việc may vá mỗi ngày. Nhưng mà cô ấy làm việc đều đặn và sớm hoàn thành một cái chiếc chăn rất là đẹp. Chờ chúng ta sẽ có cụm từ là slow and steady winter. Thế cả cái cụm từ này của cô sẽ có như sau, thừa nhận nó như một câu thành ngữ thôi. Nó sẽ là có là slow and steady với and steady. Ok, win the gì bây giờ? The race. Cụm này nghĩa là chậm mà chắc. Nhớ nhé, cụm này nghĩa là chậm mà chắc. Được không ạ? Nên là với câu số 14 cô sẽ chọn được câu này là ý B. Sao chưa? 14 của chúng ta câu đấy là ý B, chậm mà chắc. Được không ạ? Rồi, xong câu số 14 chuyển cho cô sang câu số 15 của chúng ta. Chờ, cùng chúng ta sẽ có without, sau without cộng với một cụm danh từ. Without extra help. Nếu như không có thêm sự giúp đỡ thì nó có thể rất là khó khăn để mà có thể đáp ứng được, để mà có thể hoàn thành được cái tiến độ đúng không ạ, cái hạn chót vào ngày thứ 6. Cô có từ deadline thì cô sẽ có cái cụm từ cố định đó là cụm từ meet, chợ ghép với từ deadline. Cụm từ này gặp rất là nhiều rồi đúng không ạ, kịp hạn. Vậy thì với câu 15 mình sẽ chọn được đáp án của câu này là ý D. Câu này đơn giản rồi đúng không ạ? Xong câu số 15 chuyển cho cô sang câu 16 đi ạ. Thì với câu số 16, các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nghe sắp câu số 15, chuyển cô sang câu 16 ạ. Với câu số 16, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sau câu số 15, chuyển cô sang câu 16 của chúng ta. Thì với câu số 16, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Xong câu số 15 chuyển cô sang câu 16 của chúng ta. Thì với câu số 16 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 16 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì?
Câu số 16 chúng ta sẽ có như sau này. Trước câu này cô có cấu trúc, đó là cấu trúc be supposed to do something, có bổn phận phải làm gì? Chờ, be supposed to do something, có bổn phận phải làm gì? Vậy là chúng tôi đã rời, đúng không? Muộn hơn là chúng tôi phải làm. Vì làm sao đây? Nhợ dịch là chúng tôi đã rời đi muộn hơn là dự định. Vì vậy, đó là một cuộc chạy đua với thời gian để đến sân bay. Thì cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có từ the clock. Thì cô sẽ có một cái cụm từ như sau, đó là cụm từ against. Chợ the clock nghĩa là chạy đua với thời gian. Nhờ vậy vắt chân lên cổ chạy thì mới đến sân bay on time kịp giờ. Vậy cô chọn được câu 16 là ý C. Xong chưa, xong chưa? Nhớ cô có một cái cụm từ đó, cụm từ against the clock, chạy đua với thời gian. Nhờ vắt chân lên cổ chạy. Sau câu số 16 chuyện cô sang câu số 17 của chúng ta. Với câu 17 chúng ta có cấu trúc, đó là cấu trúc focus on, tập trung vào. Sau stay cộng tính từ focus, sau chờ bài đóng vai trò là tính từ này. Chúng ta chỉ việc tập trung vào cái gì thôi ạ? Chúng ta hãy tập trung vào điều này trong khoảng thời gian này nhá. Sau này chúng ta sẽ có thể giải quyết các vấn đề khác trong cuộc họp. Chứ chỗ này có sẽ có từ address. Chỗ này nó động, là động từ, nó nghĩa là giải quyết. Giải quyết những cái issues, những cái vấn đề khác trong cuộc họp. Thì cô sẽ có cụm từ là for the time being, trong thời gian này. Ý là cô có cụm từ at the present. Ngay bây giờ, hiện tại bây giờ. At that time, vào thời gian đó, không phải rồi, đúng không ạ? At all time, chúng ta nghĩa là luôn luôn. Chợ nghĩa là luôn luôn, vậy cô sẽ không chọn ý D. In any time, bất cứ khi nào cũng không hợp lý. Vậy thì với câu số 17, cô chọn được câu này là ý A. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 17, chuyển cho cô sang câu số 18 của chúng ta. Chợ câu số 18, cô có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc sau plan to do something. Chợ lên kế hoạch làm gì? Thì 18 dịch là chúng tôi đã lên kế hoạch go away, đi xa rồi. Chợ đó là một trong những cái quyết định nhất thời. Chợ sorry, cái dịch là chúng tôi đã không có kế hoạch, nhờ chúng tôi đã không hề lên kế hoạch đi chơi xa. Và đó là một trong những kế hoạch nhất thời thôi, không hề có kế hoạch từ trước. Vậy cô sẽ có một cái cụm từ như sau, cái này bạn thừa nhận cho cô. Nhờ cô có cụm từ là cụm từ on the spur. Chợ of the moment. Chợ một cái kế hoạch nhất thời thôi, không hề có sự chuẩn bị trước. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 18 sẽ là ý B. Đúng không ạ? 18 của cô sẽ là ý B. Được không ạ? Rồi, xong câu số 18 chuyển cho cô sang câu số 19. Với câu số 19 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Còn hai câu nữa là các bạn sẽ được đi ngủ rồi. Nhờ. I have to, người ta dùng have to mang nghĩa là khách quan ép buộc. Tôi phải làm việc từ sáng sớm tới tận diện tới tận khuya ở trong trong lông trại để mà chúng ta có cấu trúc là so ato. Nhận so ato bằng cấu trúc gì ạ? Bằng cấu trúc in order to cộng vào nguyên dạng để mà nhá. Để mà làm sao để có thể earn money, kiếm được tiền. Thì nó sẽ có từ raise trong trường này, không phải là chăn đúng không ạ, mà là nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Thì với câu số 19 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì ạ? Tôi phải làm việc từ tờ mờ sáng đến tận khuya trong trang trại mới có thể kiếm đủ tiền, để mà có thể kiếm đủ tiền nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Thì cô sẽ có cụm từ như sau. Cả cái cụm từ này bắt đầu từ đây hát đi. Nhận. Thì cô sẽ có cụm từ là cụm từ from dawn till. Chợ nó sẽ có from dawn to hoặc là till đều được. Nhận. Xong đến từ gì ạ? Dusk. Chợ dusk. Nghĩa là gì? Từ sáng sớm tới tinh mơ đến tận khuya. Vậy thì câu 19 cô chọn được câu này là ý A. Thanh Nhài Ngô thân mến, chủ nhật thứ bảy tuần này cô sẽ dạy về các loại mệnh đề trong tiếng Anh nhé. Được không ạ? Sau câu số 19 chuyển cho cô sang câu số 20. Với câu số 20 chúng ta sẽ có là nếu như mà tôi không vội tôi có thể giúp bạn. Chúng ta sẽ có ia với từ embarrassed, nghĩa là bối rối ngượng ngùng. Chạy bè cô với từ confused, nghĩa là gì? Nó sẽ có từ confused nghĩa là nhầm lẫn, đúng không? Đúng. Nó sẽ có từ stress là căng thẳng. Cô có cả một cụm từ như sau, cụm từ pressed for time nghĩa là vội, nhỡ không có nhiều thời gian. Thì cô sẽ có cụm từ pressed for time nghĩa là vội, không có nhiều thời gian. Vậy nếu như mà tôi không vội thì tôi có thể giúp bạn. Vậy thì với câu số 20, cô chọn được đáp án của câu này là ý C. Xong chưa, xong chưa? Xong chưa, xong chưa? Ok. Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta. Nhớ. Nói chung là buổi trưa mình cũng học được khá nhiều. Được khá nhiều. Là
Buổi sau đến thứ lịch học collocation là thứ ba với thứ năm nhỉ? Thì thứ ba tuần sau cô Trang Anh sẽ chữa tiếp những chủ đề còn lại trong set 2000 collocation này nhé. Và cô nghĩ là nếu như tuần sau mà cô duy trì lịch học của chúng ta đầy đủ thì chắc chắn là tuần sau chúng ta sẽ hoàn thành xong cuốn sách này. Ok, cậu thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào 9:30 tối nay với chương trình bộ đề nhé.